Xin chào đón tất cả mọi bạn một lần nữa đã gặp lại Khang cũng như là Mọi Hà trong cái talk show Mr. Nghiêm Túc được phát sóng trên kênh của OCTV vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 7 giờ tối giờ Cali, và phát ở Việt Nam sẽ là lúc 9 giờ sáng ngày thứ tư và ngày thứ bảy cuối tuần. Mr. Nghiêm Túc chia sẻ những câu chuyện nghiêm túc một cách không nghiêm túc cùng với lại một người partner rất là không nghiêm túc luôn. Nhưng mà thực sự những thông tin tụi mình chia sẻ đến cho các bạn là những thông tin rất là nghiêm túc. Đó là những câu chuyện rất là đời sống, rất là bình dân, rất là đời thường do chính với Tân Nghiêm Túc và Mọi Hà đã trải qua trong suốt quá trình sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Và cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi bạn trong số thứ 1 cho tới số thứ 5 để ngày hôm nay có được số thứ 6 và Mọi Hà vẫn còn ngồi chành hành đây. Thông qua những cái lời ủng hộ rất là chân thành, nhiệt tình của tất cả các bạn đang xem ở trên cái talk show này, thì xin mời Mọi Hà sẽ gửi một lời chào đến tất cả các bạn đang xem chúng ta ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Lại là một cái thứ 6 nữa, Hà lại được gặp gỡ các bạn ở trên show của Mr. Nghiêm Túc. Xin chúc các bạn có một cái cuối tuần thật là vui vẻ với gia đình và bạn bè. Những lời nói thảo mai vừa rồi là kịch bản mà đạo diễn đưa cho Hà. Tiếp theo sẽ là những lời nói thật lòng. Thật ra thì hiện tại OCTV vẫn chưa có hợp đồng quảng cáo nào, cho nên là chúng tôi xin được quảng cáo cho sản phẩm của chúng tôi. Hiện tại bây giờ tập 3 của OCTV nói về chuyện giao thông, chuyện đi lại đã được lên sóng vào thứ 6 tuần trước, và đến thời điểm này chúng tôi đang có được tầm 15.000 view. Những phản hồi tích cực có, tiêu cực có, chúng tôi đều luôn thâu nhận và sửa chữa cho những sản phẩm tiếp theo của mình. Sẵn tiện thì Hà đang nói tới cái tập 3 của tụi mình vừa mới ra hồi tuần trước, thì nếu mà các bạn nào tinh ý xem tập 1, tập 2 và tập 3 thì các bạn sẽ thấy là có một cái hình ảnh chung, tức là hình ảnh đi chợ ở Mỹ. Tại sao mà OCTV lại cố ý lồng ghép cái hình ảnh đi chợ? Tại vì Khang tin chắc một điều là ai mà mới qua Mỹ và đặc biệt là ở Cali nữa, thì sau khi qua được ngày đầu tiên ăn no ngủ nghê đồ này nọ, và may mắn là nếu mà mình đáp máy bay vô tối ngày thứ sáu, ngày hôm sau sáng ngày thứ bảy, ba con nghỉ nha. Thì cái chuyện đầu tiên là để tao dắt đi chợ. Tập 1. Dắt đi chợ là mấy món. Để tao dắt đi chợ, tối nay đãi Việt Nam mới qua. Đó, đại loại giống giống vậy. Rồi còn không thì mình qua ngày giữa tuần. Mà cái người đó, ví dụ như những người làm nghề nail chẳng hạn, thì người ta sẽ không nghỉ ngày cuối tuần. Đúng, người đúng. Ta nghỉ vô ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư. Dạ. Thì qua nhầm ở khúc đầu tuần cái. Ồ, ngày mai mở ốp để mai mở dắt con đi chợ. Đó. Điểm đến đầu tiên trong chuyến du lịch Mỹ là sẽ là chợ Việt Nam. Chợ Việt Nam, yeah, đúng rồi. Rồi thì hôm nay cái chủ đề mình nói về nó sẽ là việc cái chợ Việt và chợ Mỹ. Và chủ yếu là cái cách mà cái người dân ở đây họ đi mua thực phẩm nó khác như thế nào với lại cái việc đi chợ bên Việt Nam. Cũng giống như là thực phẩm, cũng như là nhu yếu phẩm, là những cái những cái đồ dùng hàng ngày trong gia đình. Bây giờ mình nói trước việc cái chợ trước đi. Dạ. Ha, mình nói trước cái chợ đi. Thì theo trong cái suy nghĩ của anh nói thiệt á, là
Tại vì mình cũng mới qua Mỹ mà mình chả biết cái Mỹ nó là thứ gì, giống gì hay là em cũng vậy, mới qua mới qua có 11 năm à. Cái lúc mà hồi mà anh xuống á, cái là quan niệm sau á thì là anh ở nhà của cái người đó anh vai là tới vai bà lận, tại vì là bạn của ông ngoại anh. Đồ xa quá vậy. Căn bản là không có dính miếng máu nào hết. Đó thì lúc đó là không dính miếng máu nào hết á. Thì anh qua bữa hôm đó thì là sáng ngày hôm sau á thì là cái bà nó nói là lo thay đồ đi để tôi chở cho đi chợ. Thì anh, hình ảnh của anh là thiệt giống y chang như là làng lễ luôn. Tức là anh vô anh lấy bộ đồ vía đẹp nhất ra, bận đồ áo sơ mi đó, đẹp trai, xịt nước hoa để đi chơi gái. Gái nó mới khoái, nó mới mê. Đó. Thì đó đại loại là, tức là nghe chở đi chợ rồi ra đi xế hộp nữa, đi xa hơi nữa thì mình mà nghe là kêu là bận đồ đàng hoàng đi. Thì mà ý là nói là bận đồ đàng hoàng nữa, tại vì Việt Nam mà má mà sai đi chợ là trên người đang có một cái bộ trang phục nào có đó, có cái gì cứ tuôn ra thôi, là dạ. Nện ra thôi, có gì che che được rồi đó. Thì bây giờ mình, anh ví dụ như anh nói chợ Việt Nam đi, ví dụ như ngay nhà anh luôn là ngay ngã tư Bình Hòa, tức là ngay nơi Trăng Long với Lê Quang Định ở Việt Nam á, thì nó có một cái chợ ngay, nó có một cái ngã tư Bình Hòa và ngã năm Bình Hòa, chợ đó. quận Bình Thạnh dạ. Thì ở ngay hai chỗ đó, ngay cái mỗi cái ngã tư thì nó sẽ lập lên một cái chợ. Cái chợ ở ngay chỗ ngã tư Bình Hòa thì người ta kêu là chợ Hồ Xuân Hương. Còn cái chợ mà ở dưới ngã năm Bình Hòa đó là người ta kêu là chợ Phan Văn Trị. Tức là nó, tại nó lập theo từng con đường ở trong một cái khu, một cái hẻm đó đó. Đó thì so với con cái trục đường chính cái trục mà đường cái chợ đó, nằm trên là đó, nó thì nó đặt cái tên là cái chợ đó thì. Và chợ là chợ thực phẩm hay là chợ... Đúng rồi, thì ví dụ như hồi xưa mẹ anh hay sai á, là đi đi ra cua đẹp mua trái cây đi con. Cua đẹp hả? Cua đẹp. Đi ra cua đẹp mua trái cây đi con. Còn không á là đi ra cua hương mua hai cây lạp xưởng rồi mấy cái giống như là mua đồ chập khô vậy đó. Thì là sẽ ghé ra cái bà cô đó. Còn đi mua thịt heo á thì là hả... đi mua cô này cô nọ cô kia, tức là cái tên sạp nó là như vậy hay tên... là không hay cái cô mà bán cái sạp đó. Ồ, rồi cô đó tên đẹp hả? Cô đó tên đẹp. cô đẹp mấy cái cây má hả? Cổ thích cô đẹp. Cô đẹp. Bây giờ thì anh không nhớ là cổ có đẹp hay không nữa, nhưng mà chắc là đẹp. Không biết cổ có còn đẹp không. Lỡ mà cổ coi chương trình này chắc cổ nói là thù hằn gì tụi bay, hồi tụi bay lôi lên tao lên nãy giờ. Nhưng mà thiệt là không, mà anh nói thiệt là cái sạp á, người ta cũng đề cái tên của người ta, ví dụ như sạp gì tám hay là sạp cô đẹp hay là cái gì đó. Người ta ghi chữ là đẹp thịt heo hay là đẹp thịt bò đó rồi đẹp hay là phô. Thì đó rồi người ta ghi ví dụ như là dưa héo hay là gì đó. Mấy bạn mình có hai con nó miền Trung á, hai con nó không bao giờ được đi chợ. Dưa héo cứ bước ra chợ cái hàng người ta chề hả? Dưa héo dưa người ta tươi, dưa héo. Dưa héo nhiêu vậy? Ủa ra là vô Sài Gòn là bị đập liền. Nó tán liền, thật ra là dưa hấu. Dưa héo. Đó. Thì cái chợ Việt Nam, khi mà mình nói tới ở Việt Nam đi, ví dụ mà nói chợ Việt Nam là mình sẽ hình dung ngay là có những cái cô ngồi ở dưới đất nè ha, rồi. Xong lại bày những cái mẹt ra, những cái thúng ra hay là những cái rổ ra. Yeah. Ví dụ như hàng rau thì là đủ thứ. Em có nhớ là mấy cái kệ nhiều tầng không? Ở nhà tự đóng giống như cái cầu thang vậy đó. Ruộng bậc thang. Ruộng bậc thang đó, bán gạo, với còn mấy người bán gạo nè, với lại bán đậu đường. Bán đậu đường rồi đó. Là hay có một cái mớ đó lên. Còn những cái cô mà nhắc tới bán cá ở Việt Nam là phải có thao. Có cái mâm có cái mâm ở trên, xong mà giả mang lắm. Ở Việt Nam mà không ai bán cá mà giả mang ở Việt Nam hết trơn, không biết em có để ý không? Bán cá đó thay vì ở Mỹ là người ta có bồn kiến. Người ta bỏ con cá vô. Còn ở Việt Nam bán hết con nào á, tự nhiên con ta đang sống dưới nước không chịu đâu. Bắt một con bỏ trên cái mâm cho nó wo quay đó. Tại vì con cá nó thiếu thôi nước. Thôi. Cá nó thiếu nước rồi nó phải lật tới lật lui. Cái lá hồi nó lật hồi thấy nó xỉu bắt đầu bỏ xuống dưới bóc con khác lên. Nếu không được. Thì đó, khi mà nói tới hình ảnh của chợ Việt Nam á thì là mình sẽ nhớ tới những hình ảnh đó. Bán tới cuối ngàn nguyên đàn cá xỉu chứ. Nhiều khi bán không hết mình không hiểu cái số phận của mấy con cá nó làm sao nữa. Còn đối với Hà thì hình ảnh chợ Mỹ nó làm sao? Khi mà em qua đây á, là vì em nói là đi chợ Việt Nam thì em cũng tưởng tượng là giống như đi đi mấy cái chợ bên Việt Nam mà anh đang nói là khu vực buôn bán tập trung, có người tiểu thương họ bán hàng này kia, nhưng không.
mình họ vì em dẫn vào trong một cái khu vực, một cái nhà mua bán là thường là ở trong nhà đó, rồi họ bài trí một cách rất là chuyên nghiệp, và họ có cái khu vực cấp đông dành cho thịt. Mà hồi đó em qua ở Cali luôn hả? Ở Cali luôn. Em đi chợ nào, em nói luôn cái tên chợ đó cái đi. Cái chợ đầu tiên em đi là chợ Mỹ Thuận. Trời ơi, bắt tay. Anh ở khu đó luôn, anh ở ngày hồi lúc anh mới qua là anh ở Garden Grove với lại Magnolia với Trash. Vậy là hai đứa mình là khúc giữa gặp nhau đó hả? Dạ, yeah, một cái ngã tư thôi đó. Mà sao tới giờ mới gặp nhau không biết nữa. Ly tán. Ly tán. Trời cũng thương anh cho đến những năm gần đây. Ồ, vậy là hai đứa mình đi chung cái chợ không thì đúng em rồi. Đi chung một chuyến bay đó. À, chắc vậy á. Để chung bệnh viện mà khác giường thôi. Thôi quay lại đi nha anh. Tổ kỹ thuật nó la quá. Dạ. Đó thì đi vô trong đó thì em mới thấy là ồ, cái định nghĩa chợ Việt Nam ở bên đây á, nó là một cái khu vực buôn bán, một cái nó phải gọi là một cái cơ sở thương mại buôn bán chuyên nghiệp hơn. Thường ở trong nhà và họ bài trí có len và những cái thực phẩm nó được phân khu ra là đồ khô nằm ở đâu, cá mú thịt thà đồ tươi nằm ở đâu, trái cây và những đồ mà nông sản nằm ở đâu, và những cái đồ gia dụng trong nhà thì nó sẽ nằm ở đâu, và dĩ nhiên là nó sẽ có người tính tiền, nó sẽ có người mang đồ cho mình. Và gạo á, khi anh mua đó là mua một bịch 25 pound hay 50 pound rồi đó, sẽ có người khiêng ra xe cho mình luôn. Thì cách bài trí này ở Việt Nam họ gọi là siêu thị. Dạ. Đó, nhưng ở đây họ chỉ gọi là chợ thôi. Đó thì khi người ta nói chợ Việt Nam là cái khu vực kinh doanh đó, họ chỉ bán những cái vật liệu để đáp ứng cho cái công thức nấu ăn món Việt Nam. Đó. Và những cái chợ khác như là chợ Mỹ, chợ Trung Đông, cách bài trí của họ cũng y chang như vậy. Và dĩ nhiên là những cái món ăn, những cái nguyên liệu đó là họ phục vụ cho cái công thức nấu ăn của cái văn hóa đó. Dạ, của cái chợ Tàu, rồi, chợ Tàu. Và chợ Nhật Bản như là chợ Mitsuwa, Daiso, chợ Hàn Quốc như H-Mart, Arian. Đó là những cái chợ mà nó đặc thù, nó bán nguyên liệu cho văn hóa. Em biết có chợ Lào nữa. Chợ Lào ở Long Beach, ngay chợ Lào ở trong downtown Long Beach có chợ Lào, rồi ở dưới đó có chợ Campuchia luôn, tại vì cái sắc dân Lào với Campuchia đó họ là... ăn uống na ná nhau. Dạ, họ ở dưới đó và mình nói mắm ở Việt Nam hôi á hả, mắm Lào với lại mắm Campuchia á hả còn hôi hơn như vậy nữa. Vậy hả? Nhưng mà chợ đó là em chưa đi á. anh lá hồi anh về anh kiếm cái anh nhớ là Krang Sang hay là Sang Rang gì đó, cái tiếng của người ta như vậy đó. Ồ, nó phải có cái gì mà an rồi tan tan rồi đó. Phan vô. Ồ, ok. Thì nói chung á, hồi nãy giờ Hà đó vừa mới giới thiệu cho các bạn thấy cái mô hình chợ ở Mỹ. Mô hình chợ ở Mỹ á thì nó na ná giống như cái siêu thị ở Việt Nam. Dạ. Rồi có điều hơi khác siêu thị ở Việt Nam chút xíu là em để ý là cái hồ cá ở bên này đúng không? Đúng rồi. Cái siêu thị Việt Nam á, ví dụ như mình có thấy cá tươi đi chăng nữa thì mình không thấy con cá nó bơi ngoe ngoẩy trong hồ, hay là ở bên này là tại vì người ta họ muốn vẫn để trên một đống đá như vậy nè anh, chứ nó không có phải là bơi trong đó, hồ bơi đâu. Em biết không sao không? Tại vì ở bên này á nó có một cái văn hóa đồ ăn là đồ ăn càng đông tươi, lạnh càng như lại đồ ăn tươi da đo, đúng rồi, cho nên là người ta cố ý là người ta để cho em nghe mấy cái quảng cáo mà ví dụ như chợ Sài Gòn City đi, người ta hay quảng cáo là thực phẩm tươi, cá tôm tươi sống bơi lội trong hồ đó. Đó. Là vậy. Đó rồi đó, người là ta mình... coi giống như là những cái câu slogan để người ta nhấn mạnh là tại vì em biết không? Vẫn... Chợ Việt Nam ở đây á để mà có được những cái tiến trình giống như ngày hôm nay á là họ cũng đã phải, thứ nhất là họ cũng đấu tranh với lại Board of Commerce thành phố để mà bán đồ tươi, mà còn tại vì bán những cái đó người ta kêu là livestock, tức là những cái đồ mà còn tươi sống còn nhảy đồ trong hồ vậy đó. Dạ. Thì nó có một cái thời gian mà con cá nó được ở trong hồ thôi, chứ không phải là con cá đó em đem 10 năm trước mà miễn là as long nó còn sống là em được bán cho người ta. Đó là kiểu hên bắt được con cá thông thọ chứ bơi từ ngày này qua ngày khác. Đó, tức là cái này anh cung cấp thêm cái ý của Hà thôi là đối với lại những cái chợ bên này ngày xưa đó là ví dụ như anh nói cá rô phi đi. cá rô phi đó là ngày xưa là chợ Việt Nam á, là họ cũng là ăn cái con cá ở bên này kêu là tilapia đó, cá rô tilapia đó. Ok, đó. Em biết cá đó mà em không biết được gọi là rô phi.
Đó thì con cá đó là con cá ở Việt Nam mình kêu là con cá rô phi đó, mà thực sự cá rô phi Việt Nam nó chừng này thôi à, trong khi con tilapia ở bên này thì nó chà bá giống vậy, tức là nó cùng một cái giống loài giống như vậy. Chỉ có điều là qua Mỹ thì cái gì nó cũng bự theo thời gian, con chỉ có nó cũng bự anh chưa có thấy em bự thôi, chứ còn qua Mỹ thì ai anh thấy cũng bự theo thời gian hết trơn á. Thì á mình quay lại là chợ Việt Nam mà được như ngày hôm nay, gọi là gần như là mình thấy không có thiếu cái món gì Việt Nam đúng không? Đúng. Mình mắm. Có mắm, mình có mắm mà mắm mà đủ loại luôn nha, mắm trèn nè, mắm lóc nè, mắm thái nè, mắm cá linh nè. Rồi mắm ruốc, mắm nêm thì thực sự mà nó mắm ruốc, mắm nêm á thì đã có làm ra từ hũ là cũng lâu rồi. Và bây giờ có mắm ruốc tươi, mắm nêm tươi luôn, người ta bỏ trong những cái bọc, người ta để một cái khu đông lạnh để cho nó bớt mùi á. Dạ. Là ra dít một cục vô cân phao tính tiền. Đúng đúng đúng. Rồi tới Tết thì có cải chua, dưa giá, củ kiệu. Củ kiệu. Rồi mà những cái đó đó bây giờ là người ta nhập nguyên liệu thô từ Việt Nam hoặc là từ những cái nước Nam Mỹ. Ở Mỹ mình có một cái chỗ rất là hay, khí hậu giống Việt Nam mà bây giờ nông sản được trồng rất là nhiều. Florida. Florida chính yes, xác. I knew it. Mà trồng đúng theo tiêu chuẩn của chính phủ có, và trồng lén trồng lậu cũng có luôn, tức là người Việt Nam mình cái gì thích trồng lén trồng lậu, ví dụ như cái gì càng cấm nó càng làm. Ở Mỹ em không bao giờ thấy cộng rau muống nước mà chỉ thấy là rau muống cây thôi. Em có bao giờ em để ý không? Em để ý á, cái cộng rau muống nước cái lá nó to như vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rau muống cây á thì nó cái lá nó ốm á chỉ bằng như vậy, tức là kêu là rau muống đất á. Okay, tại okay. vì á cái rau muống mà mọc mà người ta nuôi ao đồ đó thì nó sẽ cái rễ của nó đó nó có thể nó làm nghẹt cái đường cống, tại vì nó rụng cái rễ xuống hoặc là cái rễ tại vì cái cây rau muống á. Rau muống nó cứ lên bền trên mặt nước vậy hả? Cái sức sống của nó rất là mãnh liệt. Thì có những người mà ở những cái tiểu bang, ví dụ như ở Florida đó, người ta rộng cái ao lại ở phía sau nhà người ta, tại vì cái xứ sở đó sông ngòi nó nhiều á. Ok. Cứ người ta rào lại, người ta bỏ ra muống nước, người ta trồng luôn. Thì có nhiều người nói thì ăn nó thơm hơn, mà tại vì thiệt sự là qua đây cũng tương đối lâu rồi đó, cho nên để mà phân biệt được cái cộng rau muống nào nó thơm hơn cộng rau muống nào, chỉ biết là nghe cái mùi thì biết là rau muống thôi, chứ còn gọi là rau muống nước mà nó thơm hơn rau muống đất không, thì không, em không biết được đâu. Anh vậy anh nói thiệt. Và nhưng em biết là cái loại có cái loại rau muống Việt Nam thì nó lại cái thân nó mảnh hơn, đúng không? Đúng còn rồi. Bên đây cọng nó dài thò. Nó dài to. Và nó to. To lắm. Ừ. Và ở ngoài chợ bán cái đồ bào rau muống nhét cái cọng nó vô đúng, bào đúng, không đúng. Luôn. Trời em mua mấy cái luôn á, bao nhiêu tiền của em á? 4 đồng lận á. Đúng rồi, 4 đồng á, nhập từ Việt Nam qua made in Việt Nam đàng hoàng mà, chứ đâu phải giỡn đâu. Và đó là mình nói về cái chợ Việt Nam. Rau muống bên đây là phải nói là mắc như vàng vậy anh. Có cái thời kỳ mà lúc mà nó mới ra đó, lúc mà phải là gọi là mới ra nó mà mới có hoặc là mới nhập được hay là mới trồng được hay như thế nào đó, là mùa hè là 4.99 đồng một phao. Tức là nếu mà so ra tiền Việt 4 × 2 là 80 mấy 90 ngàn, hơn 90 ngàn. Và một bó nó bó lại như vậy không phải là một phao nha anh, nó sẽ hơn một phao. Dạ. Em đi chợ ngu ngơ vô cùng. Em đi chợ vô cùng. Ồ có 5 đồng bạc nguyên bó bự vậy, trời nó ra tính em 10 đồng mười mấy đồng luôn á. Mà em chưa biết nữa là đúng là người ta gọi là làm cái nghề gì á, nó có cái mánh khóe của cái nghề đó. Ngày xưa em biết em làm ở chợ mà lúc đầu vô mà anh á hả? Anh làm ở chợ á, thì lúc đầu vô mà chưa có được gọi là phát hiện tài năng gì á, là chỉ cho đứng bỏ bao thôi. Đúng. Khi mà bắt đầu phát hiện mình khéo léo á là cho vô bó rau nữa, kẹt ở trong quầy rau mà kẹt cái đó. Mà thường là du học sinh là rất là dễ bị đì. Tức là chỗ nào mà thiếu là kêu vô, ví dụ như lau nhà thiếu kêu đi lau nhà. Hàng rau mà thiếu người nghỉ vô bó rau thì vô bó rau, anh mới học được một cái tiệc chiêu bó rau. Ở ngoài chợ, tức là mà mình nói thiệt luôn, không phải là chợ Việt Nam ở Mỹ mới làm vậy mà chợ ở Việt Nam tao cũng làm vậy, mà do là ở Việt Nam mình không có để ý tại mình còn nhỏ đó. Bây giờ nói được không? Hồi xưa làm chợ nào? Thôi nói sao? Sao anh dám nói? Sao anh dám nói? Em ác vừa thôi. Tại vì các bạn biết không, nói ra thì không dám nói đâu, nhưng mà nếu mà bạn nào đã từng mua bó rau muống về á thì sẽ gặp cái cảnh này giống như Khang. Ví dụ bây giờ mình nói cái bó rau muống ha, em mua về những cái lá mà to đó nó sẽ xếp ra nằm vậy nè, dài đẹp. Xong rồi sau đó nhét hàng trá hình vô là những cái lá ở trong ớm ớm mà đèo đèo á là nó sẽ nằm ở trong giống vậy. Xong rồi cho nên lại lấy cái bao ni lông á, khi mà xếp lại nè thì người ta sẽ cuốn cái bao ni lông lại như vậy. Okay. Tức là everything ở ngoài đều là những cọng mà gọi là tươi xanh cành danh, như là tráng sĩ vậy đó. Tráng sĩ tươi xanh vậy đó. Hoa hậu cho đất á, hoa hậu đất ở ngoài. Thì đó bắt đầu vô trong cái ao hoa hậu miệt ao, xong rồi tới hoa hậu miệt dương. Đó,
Thì mà nó không riêng là rau muống đâu nha, rau răm cũng vậy nè nha, rồi rau quế cũng vậy nè nha. Rau quế người ta xếp trên dĩ đó, thì những cái lá mà đầu tiên hết ở ngoài chà mặt dĩ lửa là to như cái mặt người ta. Đó, nhưng mà khi mà tháo cái đó ra rồi bắt đầu lèo đèo nhỏ nhỏ chút xíu vậy. Và đặc biệt nữa, có một cái câu chuyện mà ở chợ Mỹ phải chia sẻ với em luôn, là chợ Việt Nam mà ở Mỹ là cái bản tính của người Việt Nam mình ở đâu thì nó cũng sẽ là như vậy. Tức là hơn thua, tức là đi mua cái gì mà không có vừa ý, không có vừa lòng là xách ra tới tận chợ cự liền, trả liền, đổi. Mà mình nói những cái mà trả đổi hợp lý thì không nói đi. Anh lấy ví dụ, có một lần anh làm ở chợ rất là vui như vậy. Anh đứng cashier thì cô đó cũng mới mua đó trái mướp về của nấu canh. Thì khi mà cô mua trái mướp về nấu canh đó, thì là ở bên này em biết là những cái loại mà giống như là gọi là cái rau củ quả mà Việt Nam đó, họ sẽ trồng chung tại mướp nè, bầu nè, bí nè, khổ qua là dây leo. Okay. Thì họ sẽ trồng chung một khu, chỉ có điều là họ chỉ tách ra là giống như cái thửa này tôi trồng là toàn là mướp, xong rồi kế bên là một cái vàng tôi trồng toàn là bầu không, một cái vàng kế bên tôi trồng là mướp không. Nhưng mà nó vẫn chung một cái vàng giống vậy đó. Thì cô đó đó, cổ mới trồng, cổ mới đi mua mấy trái mướp về, cái cổ nấu canh. Cái cổ nấu canh xong cái cổ vác cái nồi canh vô trong chợ, cái cổ đập bàn. Bây giờ vác cái nồi canh vô. Vác cái nồi canh vô chợ còn nguyên mướp luôn, nguyên nước luôn. Bây giờ là phải đền cho tôi cái nồi canh, là tại vì á tôi mua trái mướp mà bây giờ nó đắng như trái khổ qua vậy đó. Em nghe là, em quen. Là phải trả lại cho tôi tiền mướp. Với lại tôi nói thiệt, mướp thì không bao nhiêu tiền hết, nhưng mà tôm khô tôi mua ở chỗ là 25 đồng một bao. Bây giờ đền tôi bịch tôm khô. Bây giờ đền cho tôi bịch tôm khô đi, tại bây giờ hư hết tôm khô của tôi rồi. Mà nhiều khi á, muốn thử không? Đó, xong rồi vác một cái nồi vô luôn, anh thề luôn, có luôn. Xong rồi cái mình nó bà này không biết bà bị cái gì. Nó là tại vì á, nhiều khi mua xong rồi về nhà xong rồi quay lại đây nói thì nó không FC. Mang cái nồi canh tới cho người ta thử luôn. Đó. Để chủ chợ nó không có cãi anh hiểu không? Ý là âm ức á, anh nói thiệt, nhiều khi mà ở trong chợ người ta cũng không muốn ồn ào, tại vì cái văn hóa ở Mỹ người ta rất là sợ ồn ào. Đúng, người ta đúng, không có thích lớn tiếng. Công cộng là rất là đúng, sợ. Thì thực sự mà nói những cái trường hợp trước á, thì vô mà nói tôi mua cái trái này về nó không có tươi, chỉ có điều là mít đồ nguyên trái đó, thì những cái loại trái cây đó chợ người ta biết chắc là người ta không biết được nó làm sao rồi, thì người ta không có return refund thôi. Thì á có một cái chú làm ở trong quầy rau á, thì là tại vì chú nó có người nhà là người ta làm farm thiệt, thì chú nói là tại vì trái mướp á nó trồng chung với lại dây khổ qua cho nên là nó từ một cái gốc nó đi lên giống vậy á, thì vô là nó bị đắng. Đắng. Nó vô tình nó bị đắng. Okay. Chị bị một vài trái, còn hai nữa là em biết là trái mướp mà nó bị ong chích á, nó cũng bị đắng nữa. Ồ vậy hả? Tại vì trái mướp nó ngọt á, thì nó có chảy ra cái mật á, ở ngay trên đầu á. Thì con ong nó thấy vậy nó mới lại nó lấy cái mật đó thì nó chích cái kim của nó vô. Thì cái chỗ nào bị ong chích, thường cái trái nào mà bị ong chích nó cũng sẽ hơi bị đắng đắng. Okay. Đó mình okay. gọi là cái nọc á. Đó thì nhân nói về chia sẻ cái chuyện ở chợ Việt Nam như vậy cho mọi bạn thấy là chợ Việt Nam ở bên này nó bán cũng vô số hàng hà sa số thứ mà ở Việt Nam có cái gì gần như ở bên Mỹ có cái đó. Nếu không có đồ tươi cũng sẽ có đồ đông lạnh được nhập từ Việt Nam qua, cho nên bạn nào sắp sửa đi Mỹ mà nói là biết qua bển có ăn uống được không, chắc qua đây ăn toàn hamburger, cheese, pizza đồ này nọ đồ Mỹ không. Có mọi bạn thì nhiều khi có nhiều bạn nói trời qua Mỹ thì được ăn ba cái đồ quỷ đó sướng luôn. Bảo đảm mấy bạn tin mình đi, giỏi lắm bạn cầm cự được 3 tháng thôi, còn không là bạn cũng phải mua đồ ăn Việt Nam, cũng phải về ăn cơm với nước mắm cũng phải về ăn cơm với nước mắm thôi. Như vậy thì đối với em vậy còn em còn muốn nói về còn how about chợ Mỹ. Khoan, trước khi mà mình nói về vấn đề chợ Mỹ thì giờ mình trả lời một vài câu hỏi của các bạn đang coi livestream. Anh chị nghĩ gì về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa người Việt Nam, vì những chợ truyền thống như chợ nổi, chợ chồm hổm làm cho khả năng giao tiếp của mỗi người tăng cao, đi chợ Mỹ thì ít có tương tác. Anh nghĩ sao vấn đề này? Như hồi nãy em nói là trong cái setup của chợ Việt Nam á, thì dĩ nhiên nó chuyên nghiệp hơn, cho nên là cái tương tác giữa con người với con người á, thì nó ít hơn so với những cái chợ chồm hổm ở Việt Nam. Nếu như mà các bạn nói là ít tương tác thì
bảo đảm các bạn, nếu chợ là một cái Facebook và cái gian hàng của anh tính tiền là cái tường của anh, thì đa số những người nào đi chợ Việt Nam sẽ nhận được nút dislike nhiều hơn là nút like, sẽ nhận được những khuôn mặt giận dữ nhiều hơn. Thả mặt giận dữ. Thực sự mà nói, cái bản sắc của người Việt Nam mình á, là gọi là cái sắc dân, thích giao tiếp, thích nói chuyện qua nói chuyện lại. Người Việt mình chịu cực được chứ không chịu buồn được nha anh. Đúng rồi, chịu cực được không chịu buồn được, và rất là thích giao tiếp, thích. Nhiều khi ở chợ á, có anh nói thiệt, bản thân anh nghỉ làm chợ lâu rồi, và anh gặp lại cái chú đó ở một cái quán phở nào, chú đi, ô ngày xưa làm chợ này nè, ngày xưa là mấy em tí là bể chợ rồi đó. Ngày xưa làm chợ này nè, ngày xưa làm chợ kia nè. Rồi giống như anh làm tiệm phone, cái ra cái người ta cũng thấy, người ta cũng nhớ, tức là cái văn hóa giao tiếp của người Việt mình á, nó hay ở chỗ là hay bắt chuyện và hay hỏi lơi thôi. Nhiều khi hỏi lơi, nhiều khi ra khỏi chợ là người ta quên mình trả lời người ta gì thôi. Dạo này ba má khỏe không? Ba má khỏe không con? Ba má qua chưa? Đó, hỏi phong long giống vậy á. Con qua đây được bao nhiêu lâu rồi? Đó là sợ lộ thân phận Việt Nam mới qua liền. Ở đây du học. Rồi có một cái thứ hai nữa là ở đây các bạn nghĩ có chợ Chùm Hởm không? Ngày xưa thì nó không có, nhưng mấy bạn còn bây giờ á, mình không biết là city họ quy hoạch như thế nào á, như là cái đó là không biết cái bản sắc dân tộc như thế nào á. Theo mình nghĩ thì những cái chỗ đó nên gom họ lại thành một nơi nào đó để cho họ bán cái loại hình đó. Yeah. Tức là những cái nông sản ở nhà trồng, ví dụ như nói là bí ở nhà trồng thì ngon hơn, organic hơn, không có phân thuốc, rau răm, ớt, rồi những cái loại trái cây mà hiếm có, khó tìm, ví dụ như thanh long ở nhà trồng, rồi sa bu chê ở nhà trồng, mãng cầu ở nhà trồng, cam kali, những cái người đó họ bán ở trước cửa chợ, ví dụ như đó, ở đó, trước cửa chợ ABC. Chợ ABC là đầy tràn luôn. Là ngồi từ cái cửa chính của chợ cho tới cái cửa phụ của chợ, tràn qua cái cửa của ngồi, tiệm kế bên. Ngồi lan qua tiệm trái cây bà Tư, rồi ngồi trời lan mấy má qua tiệm nước mía hột vịt lộn Long An, rồi nói chung chè kali, bánh mì chè kali, nói chung là nguyên một cái dãy đó là ngồi Chùm Hởm. Đúng và vậy. Bán. Đúng vậy. Thì từ cái những người buôn bán đó thì những người homeless không cần biết Mỹ hay Việt Nam cũng sẽ đi ra đó để xin tiền, tại vì lý do đó, tại vì nó hình thành lên mà chỗ nào đông người thì chắc là người ta sẽ có tiền mặt thôi. Và rõ ràng luôn là những người ngồi đó, có ai mà ngồi bán Chùm Hởm mà kéo credit card không, ngồi kéo thẻ không, toàn bộ là tiền mặt hết. Dạ, đều tiền mặt. Thì những người homeless đó là những người mua hàng ở chỗ này, chắc chắn họ sẽ có tiền mặt trong người và họ lại hồi sinh. Và điều đó tạo nên một cái sự nhếch nhác mình đó. Bởi vậy nhiều bạn nói là có nhiều bạn nói là đi ăn cờ ở Mỹ xong rồi đi về đây chê chửi Việt Nam. Đế quốc Mỹ cho ăn được bao nhiêu mà chửi Việt Nam dữ vậy? Hay là tại vì thực sự tụi mình chưa nói tới là nó có thiệt những cái chuyện nó ở đây, và mình không tin, bản thân mình không tin. Ví dụ như những cái phiên chợ đó, tại sao không tổ chức luôn trong chợ đêm đi? Ví dụ như chợ đêm lấy một cái spot của người ta nhiều tiền như vậy thì mình dành ra một khu nếu mà nói bảo tồn văn hóa Việt Nam. No, nhưng mà em nghĩ là vậy nè, nó đi ra từ cái thói quen của người Việt Nam mình là thích đi ra ngoài làm một cái gì đó nó không có chính thức. Không có chính thống rồi không, ha. Kiểu là cứ phải làm chui là mấy thì nó mới vui. Đó, ra mà kiểu như nếu ra cứ bày hàng ra ngồi bán cho đóng rau, khi nào nó đuổi thì bê. Còn nếu nó không đuổi cứ ngồi nó bán đại thôi chứ không sao hết. Và căn bản những cái chợ ở bên Việt Nam á, những cái chợ mà hồi nãy mình nói tới là bên Việt Nam, căn bản nó cũng rất là hệ thống, chỉ là bà con cũng tràn ra ngoài xong rồi ngồi Chùm Hổm dưới đất, rồi nghĩa là họ có sạp hết. Nhưng cái sạp đó phải trả tiền. Ở trên phường xuống thu tiền. Anh biết mà, gọi là đóng thuế hoa chi đó, mỗi ngày mấy ngàn bạc chứ đâu rẻ đâu. Thì bà con lại không ngồi cái sạp đó mà bà con lại thích là cứ bày mâm bày chén rồi xong là ngồi dưới đất vậy đó thì nó mới vui. Thì cái văn hóa đó họ mang từ bên Việt Nam, họ mang qua đây luôn, nhất là những cô chú mà lớn tuổi đó. Thì để trả lời, hy vọng là cái câu trả lời này nó thỏa đáng, nó thỏa đáng vô câu hỏi của bạn. Thực sự mà nói, tương tác là người Việt Nam mình ở đâu cũng tương tác hết trơn, dữ dội lắm, tương tác dữ dội luôn á, tương tác với người Việt có, tương tác với người không nói tiếng Việt cũng có nữa, tương tác dữ dội luôn. Rồi tiếp nữa là mình nói tới cái chuyện mà cách mua sắm thực phẩm bên đây trước đi. Mua đồ ăn đi. Dạ, là tại vì như vậy nè, bản thân em đi.
Bây giờ em đi chợ á, ví dụ như một lần em chở mẹ em đi chợ á. Nhà em á là sẽ đi chợ cho một tuần. Ồ, đi chợ cho một tuần. Even là em với mẹ sống trong khu vực Nam Cali, là nghĩa là rất nhiều chợ Việt bước Nam. Bước ra ngoài đường là tính trên đầu chúng ta là phải 4-5 cái chợ Việt Nam. Tức là gọi là lựa chợ để đi chứ đúng, không phải khan hiếm như mấy tiểu bang khác. Đúng ta rồi, gọi hoặc là những thành phố xa thành phố như xa, là Fresno hay là trên Bắc Cali đúng dạ, không? Đúng rồi. Thì nhưng mà vẫn phải một tuần đi chợ một lần. Và mình mua những cái thực phẩm, thứ nhất là thịt cá nè ha, rồi rau củ và những cái đồ mà như mắm muối gia dụng trong nhà. Thịt cá thì mình mua cho một tuần, nhưng mà rau củ có thể là mình mua mỗi ngày. Là tại vì á, một tuần mình đi làm mình chỉ được nghỉ có 2 ngày thôi. Yeah. Đó, cho nên là cái ngày đó mình dành trọn để mà mình đi chợ buổi sáng, rồi mình về mình nấu những cái món, rồi đôi khi mình phải để dành cho 1-2 ngày sau. Yeah. Đó, mình để đông lạnh để như vậy. Và em thấy cái cách đi chợ như vậy á, nó tiết kiệm thời gian. Nhưng mà em cũng nghe nói là có nhiều người họ đi chợ mỗi ngày ở bên đây anh. Và cái điều đó hồi xưa lúc mà em ở một mình á, em cảm thấy là mình ăn ít nè, mình có thể mình đi chợ mỗi ngày được, nhưng mà nó rất là tốn thời gian anh. Yeah. Cái việc anh đi ra ngoài xe xong rồi anh lên xe anh lái tới chợ, anh phải chạy vòng vòng anh kiếm mặt kinh, xong sau đó anh vô chợ chọc nữa, cái anh mua những thứ mà anh không cần. Đó là đi chợ mỗi ngày nó rất là nó không phải là một cái thói quen thường nhật của người Việt mà ở Mỹ bên đây. Yeah. Đúng không? Gia đình đúng anh rồi. Thì sao? Anh là rất là may mắn là nhà ở rất là gần chợ, gần tới hai cái chợ luôn. Tức là anh có sự lựa chọn rất là nhà rạch anh rồi. Bước ra là tới chợ ABC đúng không? Đúng rồi, nhà anh bước ra tới ngay ngã ba, quẹo tay trái chợ ABC. Bữa nào mà giả bộ khinh khỉnh trong người, ra đây có khi nào đập kiến xe không? Chỗ này trộm cướp quá. Nhìn nó cũng low class. Thôi đi chợ Thuận Phát. Bữa nào cũng chảnh ngựa đó. Thôi chợ Thuận Phát đi hơi xa hơn chợ ABC, thôi quẹo qua chợ ABC có chút. Cho đỡ tốn xăng. Thôi kể bần chút cũng được. Bần xíu cũng được. Đến độ mà anh với lại bà xã anh đó, hai đứa nghỉ trò khùng luôn đó, sắm hai chiếc scooter đó, sắm hai chiếc xe điện đó. Là nghĩ là một ngày đẹp trời là để á, đi chợ. Là để đi chợ. Trời tại vì trước đó, đó là ở bên văn phòng anh là có mấy cái chỗ người ta lại người ta promo mấy cái giỏ mà recycle trở lại nhiều lần á. Ok. Cho nên là sách là bỏ lên trên cái chiếc xe đó, xong rồi hai đứa đi chợ, xong rồi trở về cho nó mát. Xong rồi bữa có bà nào mới bị cán lúc mà băng qua đường, mà dù có đèn xanh đèn đỏ thì giờ ớn quá. Hai chiếc scooter vô trong gara luôn. Hai chiếc scooter bây giờ chỉ phục vụ cho đoàn phim chạy vòng vòng cho vui thôi, chứ không có dám xách từ ở nhà đi ra chợ. Đó. Ở nhà anh thì thiệt cơ mà nói là đi chợ là được 2-3 ngày đi lần không? Hay đi mỗi ngày giống như cái ông đằng sau anh, nhà không? Ông ở đằng sau nhà anh là đi chợ mỗi ngày, anh thề luôn, đi chợ mỗi ngày. Em nói với anh là chỉ có rảnh mới đi như vậy thôi. Bây giờ có công ăn việc làm, không cách gì đi nổi như vậy thiệt. Hết. Anh ở nhà anh đó đi chợ chắc cũng một tuần, nhiều lắm là 2 lần. Và phải nói luôn là có nhiều bạn bỏ lãnh ba mẹ qua bên này. Thì ba mẹ quen cái thói quen đi chợ ở Việt Nam á là mỗi ngày đi theo cái kiểu là mỗi ngày. Cho tươi. Nói là trời ơi bên này cái gì cũng có, mà tại sao chợ cũng gần nhà mà mắc mớ gì phải ăn đồ đông lạnh. Đó. Thì conflict ở giữa gia đình nó sẽ xuất hiện xảy ra ở đó. Người thì thích đi chợ nấu ăn và mỗi ngày phải nấu món mới. Chính xác. Trong khi á anh nói thiệt luôn là schedule của anh nó gần như là kín, vừa ở bên công ty bên kia, hai công ty, rồi vừa với OCTV của mình nữa, cho nên á rồi bên WePro nữa. Thỉnh thoảng là mình bả đâu mình ăn đó. Dạ. Ví dụ như bữa tối trễ quá rồi, Thông nó thỉnh má nhỏ nó xuống cái dạ. Nó kêu thôi anh ơi đi ăn. Đúng rồi. Cái rồi even là nhà bữa đó có nấu cơm nha. Ừ. Nhưng mà vẫn xách đít đi ăn ngoài. Là tại má nhỏ nó muốn. Đó vậy xong rồi có bữa đó ở đây làm show xong cái máy rủ đi bowling. Cái ở nhà cũng có cơm luôn, cái đi lên bowling đi ăn gà chiên. Anh chơi với bạn xấu không ha. Xong rồi á được cái bữa đó mà ở nhà nấu cơm đồ này nọ đàng hoàng á. Thì nhiều khi nó có nhiều cái cảnh toàn là quỷ ma rủ đi ăn. Xong rồi đó là quỷ ma rủ đi, còn có những bữa rất là tớ têu là không có ai rủ đi ăn hết, đang muốn rủ người ta tại vì làm miếng nấu. Cái là về nhà đó là đồ ăn thì có mà hết gạo, tại vì em biết không, lâu lâu á đi chợ xong rồi cái là mình nghĩ là
chắc là mình ít ăn ở nhà nên gạo lúc nào cũng nằm sẵn ở trong thùng hết trơn á. Đến hồi nấu đồ ăn tươm tất đồ ra ngon lành hết, anh với lại bà xã luôn đều nghĩ là 100% là có gạo. Ừ, chỉ bắt lên nửa tiếng đồng hồ là có cơm ăn rồi, đi xuống móc cơm nhàn thành ăn. Nói bữa nó nhục dễ sợ luôn. Làm đồ ăn em biết không, làm đồ ăn ngon đàng hoàng. Bữa làm thịt bò này nha, xong rồi á là tính là có lớp chiên xào nấu nướng các kiểu luôn nha. Nói chung là đồ ăn á, cung đình quế, đồ ăn là cung đình á, nhưng mà phải đóng vai ăn mày là qua xin đi xin xuống xin tô cơm. Trời ơi, em thằng Thành lúc đó em chửi rồi đó đó đó. Bởi vậy mình nói là cái nhiều khi cái văn hóa đó với lại cái mục đích công việc ở đây nữa, mình biết là chợ nó nhan nhản là giống vậy nhưng mà công việc nhiều khi bận cuối quá. Tuần công việc bận quá không có thời gian nấu nướng. Ừ. Đụng cái gì ăn cái đó. Đúng. Đụng cái gì ăn cái đó là một phần nữa. Hai nữa là đi ăn ngoài, cái thói quen đi ăn ngoài của mình không biết là có thể mình trẻ hay sao á. Em ở với mẹ thì chắc là ít đi ăn ngoài ha. Cũng có anh, là tại vì á thật sự là em với mẹ ăn rất là ít. Bây giờ mà bày ra nấu nướng ăn không hết nó sẽ bị hư. Và tính ra cái tiền bỏ ra đi chợ nó cũng bằng cái tiền hai mẹ con ra ngoài ăn. Vậy đúng và rồi. Và nó là tốn cái công nấu nướng nữa. Đúng rồi. Đó thì em nói với mẹ hoài à. Cho nên là em phải nói mẹ là khi nào mà không muốn nấu thì cứ nói con, rồi bây giờ mẹ con mình đi ra ngoài ăn ha. Đúng rồi, ví dụ như muốn đi ăn phở đi chẳng hạn, đi ra ngoài ăn cá cho rồi đúng không? Đúng. Ví dụ gia đình hai người, hai vợ chồng, anh nói thiệt nhiều lắm luôn, hai vợ chồng hai đứa con luôn á, cũng không thể nào nấu một nồi phở ra mà ăn hết trơn á. Bày ra nấu là nó mà thêm mà mắc hơn, tại vì mua một vỉ đuôi bò để cho nước ngọt thôi là 20 đồng có rồi nè, đúng không? Yeah. Mua một bọc bánh phở 5 pound là 7.50 8 đồng có rồi nè. Mua rau ăn phở đúng không? Mất cái công mình nấu nó anh. 3 đồng một vỉ nữa đúng không? Mình có quế nè, có rau thơm nè, có ngò gai nè. Đó, mỗi vỉ 3 đồng nữa thì tính ra đó mua một đống đồ về nấu á là 60-70 đồng như chơi. Nhưng mà ăn sao mỗi người ăn tô là đúng, quá lắm rồi. Đúng. Mà phở là cái thứ mà quan niệm sao ăn lại là hơi bị khó luôn á. Yeah. Anh có cái thói quen là anh ăn được nước cốt phở với lại mì gói cho nên là anh ráng châm trước được qua ngày thứ nhì, nhưng mà con mình mà nó đẻ ở Mỹ mà dễ gì mà nó ăn phở 2 ngày. Và mắc cười là mẹ em á chắc là cũng giống mẹ anh cái thời điểm mà mới qua hay thích đi chợ mỗi ngày á. Ồ, thịt nó tươi, thịt nó ngon, ăn nó thơm hơn này kia. Con nói, em nói với mẹ là ở đây thịt không có cái nào mà tươi hết trơn á. Đúng tại rồi. Tại vì theo đúng luật thực phẩm á là tất cả những thịt thà được giết và sau đó phải được đông lạnh trong thời gian 6 tháng. Đúng rồi. Mới được đưa ra thị trường mà bán, cho nên không có thịt nào mà được tươi hết trơn. Bảo đảm các bạn, cái con bò anh ăn là đã chết trước đó 6 tháng rồi. Bảo đảm là cái nếu mà mình đó là để là hồi á, trong cái khúc mà mình giới thiệu về chợ Mỹ á, mình sẽ nói cho các bạn biết về sự thật về thực phẩm. Còn bây giờ thì trước khi đến với cái sự thật đó, xin mời các bạn nghe một bài hát một lần nữa. Hà thì chuyên hát nhạc của Hồ Tiến Đạt, cho nên sẽ là một sáng tác nữa của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt, ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Xin mời các bạn thưởng thức qua tiếng hát của Mợ Hà.
chọn nhớ thật nhiều, rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn gươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn. Dòng thư trao nhau năm mới theo mây ngàn. Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời, còn mình nhắm mắt không nói một lời. Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau, lại được sống mùa hè ta gặp nhau. Quay trở lại sau phần hát của Mai Hà, đó là ca khúc Một lần nữa nhắm mắt thấy mùa hè, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt và Trung Chí Công. Bây giờ hồi nãy mình quay lại cái vấn đề hồi nãy mình nói đi, là phân biệt giữa chợ Việt Nam với lại chợ Mỹ. Nói về chuyện thịt thà trước đi ha. Ừ. Nói về chuyện thịt thì để nói. Hồi nãy là đúng như Hà nói đó, là con heo với con bò mà trước khi nó tới miệng của mình nó là chết trước đó 6 tháng. Chết trước đó 6 tháng. Nhưng mà không hẳn giống vậy đâu, em biết không? Có những cái chợ giống như là chợ Mỹ, ví dụ như chợ Raf nè. Nhìn mặt đơ liền, không biết chợ Raf luôn hả? Đâu, em biết chợ Raf, nhưng mà chắc là em đang biết là anh đang nói một cái gì nó phi thường lắm ở cái chợ Raf này nè. Phải cái câu chuyện gì mà em chưa biết nha. Là mặt nghiêm trọng. Chắc chắn. Em đi chợ Raf ra. Chợ Raf có bán vé xe bus. Dạ. Cái này chưa biết thiệt. Ngày xưa em mua vé xe bus ở chợ Mỹ. Trời ơi, sao em bần dữ vậy, chợ Mỹ cũng có mà. Em qua chợ Northgate em mua anh. Nhắc tới chợ Northgate, đúng rồi ha, chợ đó chợ Mỹ mà thuộc dạng là lớn nhất luôn á, lớn nhất của cộng đồng người Mỹ luôn á. Dạ, người Mỹ có Northgate với lại Big Saver. Dạ. Là chợ lớn. Mình nói về cái chợ Mỹ, chợ Raf thì em biết không, thịt bò của họ bán mắc hơn, gần như là mắc hơn hết so với lại những cái chợ mà lòng vòng ở đây. No, em thấy chợ Raf căn bản cái gì nó cũng mắc hơn tất cả những chợ khác. Yeah. So với State of Bros là nó mắc hơn rất nhiều luôn. Em biết lý do tại sao không? Vậy nên nó để cái tag sale anh. Ừ. Là tại vì nó bán đồ kêu là đồ organic. Organic vậy anh ơi, làm gì nó, có. Không, ở Mỹ không phải chơi đồ dê bán thịt chó được thôi em. No, nhưng mà em nói anh nghe nè, cái khái niệm organic là hàng hữu cơ nha quý vị. Nghĩa là nó nói về những cái thực phẩm mà họ được bón bằng những cái phân hữu cơ chứ không phải phân hóa học. Đúng rồi. Thì khái niệm này bên Việt Nam cũng có, và cái khái niệm này nó mới xuất hiện cách đây tầm 10 năm thôi. Ừ. Đó. Nhưng mà cái chợ Raf là cái chợ mà nó đã been around for a long time. Ừ. Cho nên là làm gì có chuyện mà cái giá mắc của nó đã từ trước đây rồi. Không, nó thứ nhất là anh nói là đồ của nó bán á là những đồ không đồ organic của nó còn mắc hơn những chợ mà nó bán đồ organic bình thường nữa. Vậy mà mình hả? Nói những cái đồ thường thôi. Cái chợ Raf đó nó có một cái hệ thống select, tức là nó lựa chọn những cái đồ mà từ farm á, tức là farm người ta bán cho ví dụ như khách hàng farm loại là nông A, trại. Nông trại. Khách hàng loại A người ta bán cho cái đồ cái grade đó, grade A hoặc là grade A+.
Ok. Farm người ta bán cho khách hàng loại B, ví dụ như mình nói chợ State of Raw đi, mình chỉ ăn được tới cái thịt bò gravy thôi. Ok, ok. Đó. Rồi thấp hơn nữa là có CDEF thì cái khúc mà chợ Việt Nam của mình đó, tại vì thứ nhất giá rẻ cho người Việt, đồ tươi thì không có thể nào mà lấy được những cái thịt con bò, loại A mà nó mới chết cách đó. Cơ bản bò ở bên này không phải nghệm trước cắt cổ là nghệm ở sau, Việt Nam. Nghệm sau lên lên cái bàn bàn lên, bàn. Lên phản bán thịt liền không? Các bạn biết không, ở nếu mà bạn nào mà ở quận Bình Thạnh á, nếu mà Duy Chim ở Bình Thạnh luôn với anh thì biết cái chợ ở chỗ ngay ngã tư Bình Hòa á, là ngay cái góc ngã tư đó luôn, là buổi sáng á là thịt bò mà người ta vừa mới giết ở dưới Hóc Môn á là còn đỏ au, máu đang còn chảy ròng ròng luôn. Người ta sẽ đổ hết xuống một cái sàn nhà đó, xong rồi khoảng độ 20-30 người tiểu thương á, người ta mới lại đó, người ta mua thịt bò sỉ từ ở chỗ đó ra để sáng ngày hôm sau người ta bán là con bò vừa mới chết lúc 3 giờ sáng, là 6 giờ sáng là nó nằm ở ngay cái chỗ mà bỏ mối ở chỗ đó. Thì những cái nguy cơ mà về bệnh dịch nè, về sáng nè, về tất cả những cái vi khuẩn E. coli đồ này nọ đồ á, thì nó có cái thời gian để nó xâm nhập vô, cho nên nhiều người người ta nghĩ là ăn đồ tươi thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ ấy đúng hơn rồi, đúng rồi. Nhưng mà nó tươi nó phải làm được trong một cái môi trường sạch sẽ, được khử trùng 100%. Đó. Cái lý do mà người Mỹ họ đông lạnh thịt là như vậy. Dạ đúng rồi, thì thịt bò ở Mỹ đó thì thường là những cái chỗ mà nó bán thịt bò đắt tiền á, là bò nó mới chỉ chết có đâu đó khoảng độ 2-3 tháng thôi. Là nó 2-3 tháng thôi á là được đem lên rồi. Là cúng bung 9 ngày đó, rồi phải không? Cúng bung 7 bung 9 ngày rồi đó. Cúng là cúng 9 ngày rồi. Nếu mà 3 tháng là cúng luôn 100 ngày rồi đó. Cúng 100 ngày rồi. Đó là mới bắt đầu được đem ra. Đó, còn mà mình mua ở chợ Việt Nam á, cái miếng thịt bò nhìn có tươi đến cỡ nào đi chăng nữa đó thì con bò nó cũng chết tương đối lâu, anh bảo đảm. Anh chỉ biết chắc là nó nó phải hơn 3 tháng thôi, còn nếu mà nó at least 6 tháng thì cũng tùy chợ, mình cũng không biết được. No, sau này em biết có những cái chỗ mà họ giết heo á tươi luôn anh. Kiểu là người Việt Nam mình có nhu cầu mình có, họ muốn mua thịt heo tươi á, họ ok vấn đề mà sáng xiết này kia đó, thì họ sẽ mua con heo đó từ cái chỗ nuôi heo và cái chỗ đó họ sẽ mổ thịt luôn cho mình, và mình đến mình lấy cả cái thịt đó. Thì cái nơi mà bán những cái thịt heo mới mổ là chợ Tam Biên nè, đúng rồi, chợ Quang Minh đó. Là hai cái, là nó họ là một cái khu chợ, họ là cái chợ Việt Nam nhưng mà họ bài trí nó khá là nhỏ, không được chuyên nghiệp lắm, nó giống cái chợ, cái tiệm tạp hóa hơn là cái chợ, nhưng mà họ bán những cái thực phẩm mà nó tươi và nó đi theo cái văn hóa Việt Nam mình nhiều. Sẵn tiện đây chia sẻ cho các bạn một cái thông tin liên quan cũng đến giống như những cái thịt tươi mà Hà đang nói vậy đó. Trước đây Khang có quen một cái cô đó, cô có một cái người bạn là có một cái nông trại, và ở trên cái nông trại đó người ta nuôi cũng nuôi heo, người ta nuôi dê, người ta nuôi con bò con là con bê á. Thì cái cô này cổ chuyên là bán đồ giống như là bán trên Facebook bây giờ đang thịnh vậy đó, thì mà cổ bán ở nhà qua số phone. Thì cổ bán tiết canh dê nè, rồi cổ bán thịt dê mà đã thui sơ sơ qua rồi nè, và cổ làm tại nhà, tức là cổ đi lên trên cái farm đó, cổ thích con nào cổ kêu cái người đó là giết, xong rồi thui, xong rồi cổ đem về nhà cổ chế biến. Thì có một cái thời gian là mọi người ở đây là đều có số phone của cổ hết, là để mua ăn đồ tươi. Thì có một cái ngày rất là đẹp trời á, là không biết là những cái người hàng xóm họ tố hay như thế nào, tại vì cô này bán rất là được, rất là đông, rất là đắt luôn. Thì cái người bữa đó là cổ bị một cái đoàn xe cảnh sát nó tập vô nhà, mà giống y chang như là nó bắt tội phạm hình sự gì đó. Nó trang bị đồ ghê gớm, nó chặn mặc hết áo đồ giáp đường rồi này. Thì sợ có vũ khí. Đó thì rất may mắn là cổ thực sự cổ là người không biết những cái luật lệ đó, cổ mới vừa qua một cái thời gian không có đủ lâu, và cái nghề của cổ ở Việt Nam là nghề giết mổ heo, giết mổ lợn và chế biến những cái món đồ nhậu đó, cho nên mang qua đây đó luôn. Cho nên là cổ nghĩ là cổ qua thì tiếng Anh tiếng U thì không có, phần thì lớn tuổi nữa, cho nên là cổ nghĩ đó là một cái nghề mà cổ có thể kiếm sống được, và cũng là do người Việt của mình truyền miệng qua lại với nhau. Mà người Việt mình kỳ lắm, ăn ngon thì chưa chắc là nhớ đến người làm ngon, nhưng mà lỡ mà một bữa bị cái gì đó, tiếng lành thì đồn xa, tiếng xấu thì đồn 3 ngày đường. Cho nên là sẽ xảy ra cái chuyện mà đấu tố nhau. Đó, thì cái cô đó là
đợt đó cô bị bắt một cái được xét là lúng túng tội luôn á, nhưng mà cuối cùng tòa xét lại là khi mà đi lên cô này rất là ngây ngô và cái sự ngây ngô thể hiện rõ ra mặt, thì bồi thẩm đoàn người ta mới là dismiss cái case đó, tại vì trước mắt là chưa có gây nguy hiểm tính mạng gì cho ai. Đúng. Nhưng mà à, vậy là cái, bị tố chắc 100% thì luôn. Đó nhưng mà khi tại vì bắt tại trận á thì là trên cái chiếc xe truck á lôi xuống đó thì còn nguyên một cái xác của một cái con bò con đúng, bê đúng. Và người ta nói là nếu mà một gia đình bình thường chỉ có 4 người thôi á, không ăn cùng một lúc mà 2-3 con bê với lại 2-3 con dê giống vậy. Và cái tội mà giết mổ mà thú động vật bên đây trái phép, là trái phép nha, phải có giấy tờ đàng hoàng chứ mới được giết mổ. Đúng rồi. Yeah, các bạn đi ở ngoài đường, nhất là mấy bạn ở tiểu bang miền núi, miền cao, hoặc là không đâu xa đâu, ở miền Bắc Cali, cái khúc miền Trung Cali, cái khúc mà từ Fresno cho đến Sacramento, thì cái khúc đó đó là cái khúc mà nó có nhiều hưu nai nè. Oh, và yes. Những cái tiểu bang ở miền đông của bờ đông của nước Mỹ mà thiên về ở khúc miền Bắc hơn, tức là đông bắc của nước Mỹ, thì em biết á, đi ngoài đường á, một con nai nó phóng ra là chuyện bình thường. Dạ yeah, dạ. Yeah. Lỡ có đụng chết con nai, chuyện hết sức đơn giản, gọi 911 cho nó hốt xác con nai đi. Dạ, yeah, về chứ mai mình, táng thôi. Mình đừng tự tự hốt xác con nai bỏ lên xe về nhà nai xào lăn 7 món, mà xui là camera mà nó quay lại cái cảnh đó, tại vì những cái thành phố đó ít dân, cảnh sát nó rảnh lắm. Yeah. Nó sẽ đi gửi thơ về nhà, giống cái vụ chôm chiếc xe. Và nó gửi về nhà cái tích kịch mà liên quan tới thú vật, động vật 700 đổ lên, không ồ, có cái nào dưới giá đó. Ừ. Yeah. Anh nói anh là em nhớ tới cái anh mà ngày xưa em mướn nhà, anh đó là giống như cũng mướn nhà chung cái nhà đó với em. Mà ổng chuyên gia là đi xuyên bang để mà vô trong mấy cái rừng để săn mấy con thú. Lần đó ổng về ổng mang một con nai về anh. Ổng mang nguyên một con nai về, ổng để đằng sau nhà, ổng đứng ổng mổ con nai đó. Nên ổng chặt ra, nên ổng cho vào từng bao. Xong trôi. Thì em nói thiệt mà em đứng từ xa cách một cái cửa như vậy nè. Em đứng mà em thấy ổng mổ nhà rùi nó bay lung tung hết trơn mà em ớn da gà luôn á. Xong rồi cái vài hôm sau cái ông làm dê xào lăn bỏ con cho một đống cà ri cái này kia vô. Ủa sao cắt nai mà thành dê hay gì? No, I mean cắt nai này xào lăn, I'm sorry. Dạ mang thiệt. Tưởng đâu ông đó công nhận cũng hay ha, bắt nai làm được thịt dê. No, em đang kể câu chuyện, em đang biết trong cái câu chuyện đó, anh hiểu không đó. Rồi ông làm cái dê, ông quên, nai xào lăn. Em nhìn mà em ớn không bò luôn, em không ăn luôn á. Em biết cái bản chất của em là dê nhưng mà không phải con gì em cũng lôi đồng loại của em ra làm được. Trời ơi, nó ghê, dễ sợ ghê luôn. Em tưởng tượng, ông cứ nói ngon lắm, cà ri vô rồi, nước cốt dừa vô rồi, không có hôi đâu. Thôi trời ơi, em nhìn mà em ớn không bò luôn, không dám ăn luôn á. Ok, thì bây giờ mình quay lại cái chủ đề mà mình nói về cái chợ Mỹ đi. Chợ Mỹ thì nó có một cái nó bán nữa là các bạn sẽ biết được là những bạn nào Việt Nam mới qua cần mua vé xe bus thì có thể ghé vô chợ Mỹ mua. Vé tháng. Chợ State of Raw có nè, chợ Raf có nè. Rồi còn một cái chợ Mỹ gì nữa mà bây giờ tự nhiên đùng cái là quên mất tiêu. Albertson. Đúng rồi, chợ Albertson đó. Thì ba cái chợ đó. Chợ Albertson nó có một cái hệ thống tiện lợi nữa là gần như là chợ Albertson nào bây giờ họ đang nâng cấp lên là sẽ có US Bank ở trong chợ Albertson. Dạ vâng. Cái đầu tiên họ làm thí điểm là ở đường chỗ hôm bữa anh em mình gặp nhau lần đầu tiên á. Fan Valley. Chỗ Lily Bakery hả? Không, chỗ đó là Sài Gòn Performing Arts Center. Okay. Yeah. Okay. Chỗ Edinger với lại Brockhurst. Okay. Edinger mặt phải đền không? Edinger với Brockhurst. Rồi các bạn có thể mua được tem. Ở Mỹ mình sẽ có một cái chủ đề mình nói về tại sao cái ở Mỹ cái tem thư và cái hệ thống bưu điện người ta vẫn còn phát triển được nhiều. Em có thấy lạ không? Lúc em mới qua em cũng chùa cái thời nào rồi mà còn gửi thư tay đàng hoàng nha. Đó. Và có nhân viên bưu điện này kia đó, em tưởng là cái ngành đổi này nó đã chết như rồi. Ngày xưa vậy đó đúng không? Việt Nam mình không có cái gì đó ha. Ít gọi là ít đó ha, không có. Sau này mới có shipper là ship hàng thôi chứ còn thư. Nói khổ shipper. Em thấy nhắc đó. Thì và cái gì mua vé số. Đúng rồi, vua chợ Mỹ, người ta nói vua chợ Mỹ vé số hơn mà rất ít thấy chợ Mỹ. Ô không, nhiều chứ ha, đa số những cái tiệm, những cái mà giải trúng vé số mà lớn là đều được mua từ chợ Mỹ. Ồ, cái đó em không biết, cái đó em không biết thiệt. Mua từ chợ Mỹ. Chợ Việt Nam mình cũng có vài chợ ở đây, cũng có những người trúng lớn nhưng mà gọi là trúng cái giải mà triệu, mà gọi là trúng mà tẹt ga luôn á, là chưa có chợ Việt Nam mà được hết. Trúng tẹt ga. Chứ mình không có thấy những cái hình ảnh mà cái người mà họ cầm từng cọc họ đi bán đâu. Yeah. Tại vì á, vé số bên đây là họ được được ôn, được sở hữu bởi nhà nước. Dạ, yeah, đúng rồi. Đó là California
California Lottery đúng không anh? Đúng rồi. Đó thì họ nó có một cái giải của tiểu bang và nó có một cái giải của liên bang nữa. Tức là Super Lotto đó là của tiểu bang, còn Mega Million đó là của liên bang, tức là những cái công ty đó đó người ta sẽ bỏ một cái tiền hùng vô hùng em vô. Nghĩ là mình phải có một cái số nói về vé số tại Mỹ và vé số Việt Nam nó khác kiểu chỗ nào. Sau này Vietlott á, họ cũng bắt đầu họ làm cái mô hình, làm như mô hình giống vậy, là bán trong những cái tiệm tạp hóa, những cái tiệm tiện lợi và siêu thị đó. Thì nói tiếp nữa, ở chợ Mỹ á, là mình sẽ tìm được những cái món, những cái món đồ mà người ta luôn tin á là mua ở chợ Mỹ sẽ ngon hơn là mua ở chợ Việt Nam. em cũng tin điều đó, em cũng tin điều đó nha. Em mua gì ở chợ Mỹ mà em mua chuyện mua thịt không? Là ở chợ Mỹ, trái cây yeah. là ở chợ Mỹ, đặc biệt là trái cây organic là em phải mua ở chợ Mỹ. Cherry, mình nói chuyện đơn giản thôi, cherry mua trong Costco rất khác với lại cherry mua ở chợ Việt Nam. Và khác với cái thằng mẹ bán bên đường. Đó, rồi cái thứ hai nữa là thịt bò mua trong Costco. Em biết không, ngày xưa lúc mà anh làm, anh còn đảm nhận cái chức vụ là giám đốc đi chợ. Giám đốc đi chợ là gì không? Giám đốc đi chợ của tổ trưởng tổ dỗ chạc. Không, anh là giám đốc đi chợ của hệ thống nhà hàng Inblock, hiện tại đang có một nhà hàng đó. Ồ thì cái là anh đang còn là giám đốc đi chợ đó. Ồ là... vẫn còn tới bây giờ luôn. Không không, hết rồi, bây giờ có bây giờ gọi điện thoại tôi định ta trở lại luôn. Ồ, rồi. Ồ dạ. Và dạ. Cái thời đó lúc mà tụi anh đi mua ở trong restaurant depot á, là những cái chỗ đó đúng là ở bên này phải nói luôn, nó có những cái chỗ kêu là depot, là những cái chỗ mà quy tụ lại lớn nhất, ví dụ như những người làm nhà hàng thì người ta sẽ biết tới restaurant depot, tức là những cái chỗ chuyên bán đồ để phục vụ cho nhà hàng buôn bán thôi. Đồ của họ phải nói thiệt luôn là tươi hơn đồ ở chợ Việt Nam và tươi hơn đồ trong chợ Mỹ luôn. Tại vì họ bán một cái số lượng rất là khủng khiếp và không bao giờ họ stock đồ qua tới ngày hôm sau hết. So, anh phải có membership trong đó hả? Anh phải vô có đúng, đúng mình phải có cái tax ID với lại cái reseller permit, tức là okay. cái giấy phép được mua đi bán lại thì mình mới được vô cái chỗ đó. Okay, okay. Để mua thì thịt bò đó là rất là ngon luôn, và phải nói là nhìn nó tươi và nó thoải mái hơn, nó nhìn nó sướng con mắt hơn, và nó có đa chủng loại thịt bò, ví dụ như chỗ nào đít bò, chỗ nào đuôi bò, chỗ khúc nào, nào bụng trên bò, người con bò, khúc là nào nó, trên người trên bò là có hết, là nó phân định ra rõ ràng đúng không? Vậy còn cái việc mà người ta mua đó là thực phẩm, còn còn cái thói quen mua nhu yếu phẩm là những cái vật dụng hàng ngày trong gia đình như là dầu gội này, giấy viết, rồi những cái thứ mà họ xài, mỗi cái bánh răng rồi này kia, thì cái cách mà họ mua sắm bên đây nó khác Việt Nam như thế nào? Ở bên này có một cái rất là hay, tức là họ có Costco với lại họ có Sam's Club. Họ bán cái thẻ thành viên cho tất cả mọi người. Chứ ngày xưa Việt Nam có Metro. Đúng. Metro là họ ưu tiên hàng đầu cho những người tạp hóa bán lẻ nè, rồi hay là phải có tiệm, có cơ sở kinh doanh gì đó. Em thì tưởng mới họ được ưu tiên cho công nhân viên chức chứ. Không, không phải đâu em. Không, dạ. công nhân viên chức á, là ví dụ như một cái phòng ban nào đó trong công ty á, được bao nhiêu người có cái thẻ đó thôi. Rồi ví dụ như ngày xưa bà ngoại em bán tạp hóa đó thì một cái tiệm tạp hóa chỉ được 2 thẻ thôi. Rồi ví dụ như mấy cái nhà hàng mà nhỏ nhỏ, tiệm phở được cũng chỉ được có 2 thẻ thôi. Rồi mấy cái công ty mà lớn lớn rồi có giấy phép kinh doanh đồ này nọ sẽ có hoạch đầu là tư họ á. Ưu tiên những người là 5... sẽ mua rất nhiều. Thì họ nghĩ là sẽ mua rất nhiều. Thì ở bên này em thấy Costco với là Albertson, em có tiền em mua membership rồi em nhào ở trong em mua. No, Costco với Sam's Club. Sam's Club, Costco với lại Sam's Club thì có tiền là cứ nhảy vô, đúng. Đăng ký một cái thẻ thành viên. Một năm nó tầm $50 anh hả? $50 là cái thẻ thường, cái thẻ gọi là basic nhất, thấp tiền nhất. 50 bây giờ có thể nó lên 60-60 đồng rồi. Còn cái thẻ premium? Cái thẻ premium của Costco ngày xưa đó là 100, bây giờ lên 120. Ok. Của Sam's Club thì là nó là 110 đồng một năm. Thì mình được mua những cái đồ đó, những cái đồ mà người ta gọi là họ bán giá sỉ, mình có thể đúng gọi rồi. Là bán, không phải là nhiều khi bán theo lô á, bán lóc á. Ví dụ như mình ra qua mạc mình mua một cái kem đánh răng thì vô Costco mua một lóc 4 cái. Dạ đúng rồi. Họ nghĩa là họ đóng gói những cái mặt hàng đó ở một cái số lượng nó lớn hơn. Nó gọi là mình... là sell by pack á. Nó thành từng cái pack, 6 pack hay là 4 pack. Đúng, và những cái đóng gói đó, những cái nhà bán lẻ khác họ không bán. Đúng rồi. Họ làm việc trực tiếp với lại Costco, họ làm việc trực tiếp với lại những cái nhà sản xuất để mà đóng gói như vậy cho họ thôi. Đó, thì để mà so sánh ra đó thì có người họ làm lương thấp.
họ làm lương một tháng nên nói là minimum wage thôi, thì không thể nào họ đi Costco mà họ trữ đồ như vậy để họ xài được nhiều như vậy hết. Tại vì cái tiền người ta cần, cái dòng tiền lưu chuyển trong nhà để mà đi chợ đi mua đồ thực phẩm hàng ngày, thì ví dụ như mua một lốc 4 cây kem đánh răng về xài biết chừng nào mới hết. Đó là cho một người, nhưng mà nếu như anh có một cái gia đình mà tầm 4 người, 5 người trở lên thì, đó. Trở lên thì đó. Nó rất là lợi. Không, mình nói là bởi vì anh đang nói là cái nguồn income á, ví dụ như gia đình có một người đi làm thôi thì cũng không có thể nào vô Costco mà stock 40 kem đánh răng á. Còn ví dụ như 4 người, ít nhất có 2 người hoặc là 3 người đi làm, ví dụ như hai vợ chồng với một đứa nhỏ 17, 18 tuổi đi làm ở McDonald's hay là cái gì đó. Tức là cái nguồn income của gia đình nó gọi là nó ổn định, nó không bị gọi là thâm thiếu hụt. Thì cái chuyện đi mua Costco, đi vô Sam Club mua là gọi là big save luôn. Tại vì anh thấy rõ ràng vậy, hai cây kem đánh răng ở Walmart bằng 4 cây kem đánh răng ở Costco. Thiệt hả? Anh để ý giá thế vậy hả? Không, tại vì đầu tiên không phải là anh để ý với cái kem đánh răng nha, mà anh để ý tới cái bàn chải đánh răng trước. Ok. Em biết trong Costco họ bán một cái lock bàn chải đánh răng 6 cây. Về cái xé ra xài hay là giống như ai mà ghé lại nhà mình chơi vứt cả thảy ra cho. Đúng rồi. Thì tính ra đó 6 cái bàn chải đánh răng đó, bây giờ như Costco vẫn còn đang bán cái pack đó luôn, chỉ có 8.50 đồng thôi. Ok. Tức là nó đâu đó nó chỉ có 1 đồng mấy à. Nhưng cùng một loại sản phẩm đó mà mua ở Walmart giá chót phải là 3 đồng. Ồ. Đúng không? Tức là nó mắc gấp đôi chứ còn gì nữa. Dạ đúng rồi. Và bây giờ á là cái thời buổi mà gọi là công nghệ 4 chấm nữa. Đó, gọi là ở Việt Nam thì kêu là thời buổi 4 chấm, ở Mỹ thì họ kêu là AI. Em biết AI là cái gì không? AI là trí tuệ nhân tạo, Artificial Intelligence. Thì mọi thứ mua sắm á, con người ta càng ngày á càng làm biến hơn. Đúng. Cho nên mọi thứ mua sắm bắt đầu người ta đẩy nó lên trên mạng. Điển hình là em. Đó, thì giống y chang như em thấy bây giờ Costco á, nếu mà em mở cái trang của họ ra trong ngày hôm nay á, họ guarantee luôn order today, 2 days later you have it. Tức là em order ngày hôm nay, 2 ngày sau là em có. Họ bắt đầu có cái hệ thống delivery đó cho họ, và họ đang cố connect với cả Amazon, đúng với cả Instacart, với cả Postmate, với cả còn một cái công ty mà hay giao đồ tới lui á. Uber thì mới có Uber X thôi. Uber X thôi hả? Với lại một cái nhà cung cấp nào đó mà của bên nhãn hàng Target, Instacart, với lại anh còn nhớ một cái tên một cái hãng nào đó nữa mà cái hãng đó Power by Target á, thì họ liên kết lại với nhau để mà họ có một cái chuỗi logistics, tức là mua đồ Costco vừa đi chợ giùm, mua đồ Costco là vừa rẻ nè ha. Có một cái thứ mà vô Costco mà nhiều khi nói ra thì nó hơi thô thiệt, và nhà nào cũng chứa, nhà nào cũng trữ hết. Em biết, giấy vệ sinh. Ngày xưa là rẻ nhất luôn. Hồi đó có một cái kịch của Chí Tài ấy, không biết em có nhớ không, chiếu trên Paris by Night á. Trời ơi, cái giấy chùi đít đó là không bao giờ mà mình xài mà nó bị hết hạn hết trơn á. Cho nên cứ sale là phải trữ, Ông đi mua xong kéo vợ đi mua, kéo má vợ đi mua. Đó, đúng rồi đó. Thì đó, mình thấy rõ ràng là thiệt sự mà nói nha các bạn. Mà đúng nghĩa là cái giấy đó ở trong Costco nó bán cái pack nó rất là lớn và nó rẻ anh. 36 cuộn, 36 jumbo roll là bằng 72 regular roll, tức là gấp đôi. Chính xác. Và thật sự giấy em với Costco chùi rất là êm nữa. Em chỗ nào thì tùy mọi người chùi chỗ nào. Chùi chỗ nào thì em chỗ đó. Đó. Em đi so sánh giá đúng là Costco nó rẻ hơn nhiều luôn. Rẻ nhất luôn á, anh phải gọi là rẻ nhất luôn á. Thì có những gia đình thu nhập thấp và người ta phải đi Costco ké, và thực sự cái đó là một cái tính rất là tốt của người Việt Nam, là gọi là tiết kiệm, và cái đó đúng nghĩa là tiết kiệm đúng chỗ luôn á. Tại vì mua một cái set 36 cuộn ở trong Walmart á là bằng 72 cuộn mua ở Costco. Mà cái đó là cái giấy vệ sinh là cái mà rất là cần thiết. Dạ, đâu có bao giờ hết hạn đâu đúng không? Trừ khi nhà có mối mọt thì mối mọt nó ăn giùm thôi chứ còn giấy. Nhưng mà đó thì bởi vậy mới nói là và thêm bây giờ nữa là có những cái người mà làm biến với em, ví dụ như nước uống à, nhiều khi đi giác ở Costco nặng quá chấp nhận mua mắc hơn. Ví dụ như trong Costco bán một cây nước 36 chai chỉ có 3 đồng bạc thôi. Đúng đó, bây giờ mà mua ở trên Target á, họ charge thêm cái tiền delivery á, an order 2.50 đồng nữa, coi như là gấp đôi cái đó. Giá đó.
gần gấp đôi đó, nhưng mà vẫn happy. Đúng, đúng. Đỡ tốn tiền xăng. Đúng. Chở nặng xe nó cũng tốn xăng hơn bình thường đúng nữa. Đúng vậy. Và anh phải xách từ trong xe. Cái trọng lượng của Hà đó là 105 pound thì không có thể nào vác một cái cây nước có 55 pound. Đó, thì là Hà không có thể nào vác một cái cây nước 55 pound đúng không? Chứ bây giờ em hỏi anh là nếu bây giờ anh phải đi mua nha, anh vác từ ở trong siêu thị đi ra ngoài xe, xong vác từ trong xe đi vô trong nhà. Đó, rồi lỡ mà anh chật chân cụp xương sống một cái rồi anh không vô có bệnh tiền viện, vô đúng không? Ba má phải vô chổng lo. Vô chổng rồi, bất chớp. Chồng bất chớp rồi đó, gia đình ly tán tiếp. Gia đình ly tán hết chồng thì sao? Có một cái thùng anh, nước. Có một anh trai gọi là tươi xanh như cành chanh đem lại trước cao cửa nhà. Cao to lực lưỡng bụng sáu múi cởi trần. Có luôn. Tới đó em cởi lột trần anh ra. Tới tới trước nhà mình thấy cái kịch một cái, con nước uống, thấy không? Đó, sướng đó, sướng đó, hết trời. Đó, bởi vậy giá có 2 đồng bạc. Đó thì để chia sẻ cho các bạn, để mà nói về chợ thì có rất là nhiều thứ để nói về những cái câu chuyện mà nó sẽ happen ở trong chợ, đúng không? Nhưng mà hôm nay mình đang nói về cái chủ đề là cái chợ, thì giữa cái chợ ở Mỹ và cái chợ ở Việt Nam nó khác nhau ở chỗ nào, và cái cách, cái thói quen mà người Việt mua mình sắm. Nó mua sắm nó sẽ như thế nào. Nó khác nhiều so với Việt Nam, họ mua và họ trữ rất là nhiều tại vì không có thời gian để đi lại. Đó. Đã. Thì để nói về cái việc chợ nó thì Khang tin bạn nào mà ở Mỹ ở đây lâu năm sẽ có rất là nhiều câu chuyện liên quan đến chợ. Mong á là sẽ nhận được nhiều cái comment của mọi bạn ở phía dưới, để mà nhiều khi những cái comment của bạn á, hay là cái experience của bạn á, OCTV sẽ xin bạn cái idea đó để bỏ lên trên phim cho những cái tập tiếp theo chẳng hạn. Rồi bên cạnh đó nữa là mình chia sẻ, mình đồng điệu với nhau. Tại vì như Khang đã nói lúc đầu, cái show Mr. Nghiêm Túc không phải là văn phòng luật sư, không phải là văn phòng bác sĩ, không phải là văn phòng tư vấn du học và cung cấp những thông tin. Cho nên đừng tin chúng tôi. Chính xác 100%, chúng tôi không phải sở di chú. Đừng. Chúng tôi không phải luật sư di chú. Tất cả chỉ mang tính tham khảo. Tất cả mang tính tham khảo, và đó là những câu chuyện chứ không phải là chuyện. Chuyện là những chuyện thực sự đã xảy ra với chúng tôi qua cái đời sống mười mấy năm ở cái xứ sở này, có thể gần như là quê hương thứ hai rồi. Nếu mà ở thêm chắc 8-9 năm nữa, tức là cái thời gian của mình ở Mỹ nó sẽ lâu hơn cái thời gian mà mình lớn lên ở Việt Nam. Thì ở nơi đây nó sẽ thành là cái quê hương thứ hai. Nhưng mà thật sự nếu mà đứa nào đi thi quốc tịch rồi thì nó đã là quê hương thứ hai rồi. Tại vì trong cái tờ giấy thi quốc tịch nó bắt thề mày phải xem this is your nation. Mình sẵn we sàng the people. Mình bear the arm for the country. Mình phải hướng tay về country khi mà country cần mình, khi mà đất nước cần cái đó, mình. Cái đó đứa nào thề chứ không thề. Em hèn quá nha, anh em coi chừng nha, anh tố em lấy lại cái bằng quốc tịch bây giờ. Thưa các bạn, thời lượng phát sóng của Mr. Nghiêm Túc trong buổi tối thứ sáu cuối tuần ngày hôm nay và một buổi sáng thứ bảy, bắt đầu một ngày mới, một ngày cuối tuần relax của các bạn, của Khang và Hà, cho tới bây giờ là thời lượng đã hết. Khang rất là biết ơn tất cả những comment của các bạn. Nếu các bạn yêu thích Mr. Nghiêm Túc và Mợ Hà, xin các bạn vui lòng để lại một like, một subscribe, cũng như là để lại một cái chuông màu vàng kế bên nút subscribe, để kênh OCTV có những cái chương trình gì hay, mới lạ, vui, hấp dẫn thì các bạn sẽ là người đầu tiên được biết tới những cái thông tin đó. Và một lần nữa, Mr. Nghiêm Túc chia sẻ những câu chuyện nghiêm túc một cách không nghiêm túc cùng với lại một người bạn không nghiêm túc, nhưng những thông tin của chúng tôi đưa ra là hoàn toàn nghiêm túc và muốn chia sẻ đời sống Mỹ đến cho các bạn ở Việt Nam, ở Mỹ, cũng như là một nơi để chúng ta có thể trò chuyện, san sẻ với nhau những kinh nghiệm của cuộc sống, những gì thực sự mọi người đã trải qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi bạn vào thứ ba tuần sau lúc 7 giờ giờ Mỹ và 9 giờ ngày thứ tư ở Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. OCTV.